Chi tiết mẫu xe đa dụng Suzuki Etiga 2019 trước ngày ra mắt được cho là sẽ ra mắt vào cuối tháng 6 năm 2019. Suzuki Etiga 2019 sở hữu những nét thiết kế hiện đại hơn hẳn so với thế hệ tiền nhiệm. Gần ngày ra mắt, mẫu xe này đã có mặt tại một đại lý của Suzuki ở Hà Nội. Giá dự kiến của mẫu xe này được cho là thấp hơn so với Mitsubishi Xpander MT, chỉ 549 triệu đồng phiên bản trưng bày tại đại lý này, theo như nhân viên bán hàng sẽ là phiên bản cao cấp nhất. Phần đầu xe được trang bị đèn pha halogen với hệ thống projector, trên đèn pha còn có những mí mắt bằng kim loại, tạo cảm giác cao cấp hơn. Mặt lưới tản nhiệt của xe dạng xếp tầng nối hai đèn pha với nhau, bằng những thanh mại trôm. Ở phía dưới vẫn là đèn xương mù halogen thông thường. Riêng phần cản trước của xe thiết kế khiến chiếc xe có cảm giác bề thế hơn, nếu nhìn từ phía trước, Xe có kích thước tổng thể dài rộng cao là 4 395 1 1 695 mm và chiều dài cơ sở là 2.740 mm. Ở phía bên hông xe có một đường gân kéo dài từ vòm bánh xe trước tới đèn hậu của xe tương tự như thiết kế của Mitsubishi Xpander. Xe trang bị la răng 15 in hợp kim đi kèm thông số lốp 185, 65 giờ 15 đèn hậu của xe dạng LED đi kèm đèn phanh trên cao dạng LED, dài đèn hậu LED phía sau của xe khá đẹp, khi nhấn phanh sẽ cho hiệu ứng bắt mắt hơn hẳn. Nội thất của xe vẫn bọc nỉ như phiên bản trước, nhưng bù lại thay đổi thiết kế như trên mẫu Suzuki Swift 2019. Xe sở hữu vô lăng vắt đáy bọc da và thêm phần giả vân gỗ ở phía dưới. Ở mặt táp lô cũng có những chi tiết giả vân gỗ đi kèm màn hình giải trí mới 7 inch, điều hòa chỉnh cơ, nút khởi động start-stop, đồng hồ hiển thị dạng analog đi kèm màn hình TFT với những thông số ở giữa. Cửa gió điều hòa vẫn được thiết kế đơn giản tối màu như các mẫu xe Suzuki khác. Ngoài ra, xe còn trang bị hai cổng 12V và một cổng USB. Ghế trên xe chỉnh cơ hoàn toàn, hàng ghế thứ hai có thể trượt lên xuống để tạo thêm không gian cho hàng ghế thứ ba nếu cần. Hàng ghế thứ hai vẫn khá rộng rãi, với khả năng gặp 64 người được trang bị cửa gió điều hòa, trên trần. Hàng ghế thứ ba khi gặp lại cũng tạo ra thể tích chứa đồ khá lớn. Khi dựng ghế lên thì thì phần cốp có thêm một khoảng lõm xuống để đổ. Xe trang bị động cơ máy xăng 1,5 lít, 4 xi lanh công suất tối đa 104 mã lực và mô men xoắn đạt 138 Nm, hệ thống dẫn động một cầu đi kèm tùy chọn số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp các trang bị an toàn cơ bản trên xe bao gồm chống bó cứng abs phân bổ lực phanh điện tử ebd dây đai an toàn đa điểm khóa an toàn trẻ em cảm biến lùi hệ thống chống trộm và hai túi khí